Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác một dòng vang cơ thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước nào đó. Chẳng biết này. Model sản phẩm là NX800, thương hiệu là NAX nha. Đấy, em chỉ nói NAX thôi. Đây là cái mặt form của cái vang cơ này. Vang cơ này không có số đâu nhá. Nhiều các bác hỏi là vang cơ có số không? Vang cơ này không có số. Đấy, vang cơ có số thì các dòng BM Audio Series 2, Series 8, GD Gutin K15 FX với TQ Aquastic và một số hãng rất là nhiều hãng nữa. Không phải một số, rất nhiều. Đầu tiên khi mở ra là có một quyển hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Anh các bác ạ, đạt tiếng tiêu chuẩn của quốc tế. Dây nguồn này. Đấy. Thêm tiếng. À có. Đấy à. Đây là cái anten này bắt là Bluetooth này. Đấy, rồi ok. Em mở ra cho các bác xem này, cái mặt form này. Vang này hiện tại bên em đang bán giá tốt nhì thôi, không tốt nhất được. Tốt nhất thì các bác liên hệ trực tiếp đi, tốt nhì là báo giá luôn. Đây, em sẽ đặt lên đây, cho các bác xem này. Đây là cái mặt form của con vang mang thương hiệu là NAX. Đấy, bây giờ sẽ đặt đây nha. Đây, đặt đây cho các bác xem này. Góc đặt nó đẹp đẹp tí, các bác xem này, nhìn các em vẫn thích mua này. Góc xấu quá, kẹt. Đây là cái mặt form này. À, có cả USB này. Con này thiết kế gần giống với dòng BM Audio các bác ạ, nhưng mà mỗi cái là không có chi tiết bằng này. Đây, con này là AX này. Đằng trước là có 3 núm tùy chỉnh âm lượng mic này. Một núm công tắc playback cắt hú, delay, T-Fest, cổng cắm USB tùy chỉnh này, đấy. Và cửa input A, B và chuyển sang USB và Bluetooth. Bass min tép của mic này, bass min tép của music này và hai núm tùy chỉnh âm lượng cơ bản. Giá hiện tại của chiếc vang này em đang bán cho các bác và bảo hành cho các bác 1 năm hoặc là 365 ngày hoặc là 12 tháng. Với mức giá là 2.1 triệu bao ship các bác nhé, và tặng theo đầy đủ dây jack phụ kiện. Có dây cắm trầm, hai dây cắm Kenter, hai dây cắm Norcom, một dây cắp quang và một dây analog đầu vào cơ bản. Đấy, thì nó có cái anten, đây em sẽ lấy cái anten cho các bác. Đây là cái anten. Ôi cái anten khó lấy quá. Đây, anten thì các bác phải lắp vào này luôn. Cái này em sẽ làm video test sau, nhưng mà bây giờ bận cứ mỗi cái quay một tí này. Đấy. Anten này. Đằng sau này thêm có hai cổng cắm mic nữa này. Đấy, có cổng quang này này, đấy, quang hồng. Công tắc ra Kenter này. Thì sản phẩm em bán tặng theo thì những mẫu nào quá rẻ thì thôi không có phụ kiện. Còn những mẫu vang này em bán cho các bác đầy đủ phụ kiện, là có dây cắm trầm, có dây cắm NR chính, dây cắp quang, có cắp quang em sẽ tặng theo cắp quang. Và tặng theo dây đầu vào là 1.8m hoặc là 0.8m, tùy các bác thích chọn kiểu gì thì chọn. Đây. Đây là điều khiển các tần số cắt súp này, đấy, 50Hz đến 250Hz. Volume và đây là súp cắt tầm thấp, đấy. Tức là chặn đầu vào này, chặn đầu ra này, đấy, không chặn đầu cuối. Rất là hay. Đấy. Đây, quay lại mặt trước cho các bác xem một tí nha. Các bác nhìn kỹ thương hiệu này. Đây, model sản phẩm là NX800 Plus. Đấy. Ok, hẹn các bác video sau nha. Bây giờ em tạm chào các bác nha.